em xin mến chào anh chị và các bạn thích cây mai vàng. Trước tiên thì ngày hôm nay là mùng 10 tháng Giêng, em cũng xin được kính chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn và thành công trong tất cả các công việc ha. Thì ngày hôm nay em cũng làm clip chia sẻ đến với anh chị về hai cách để chúng ta xử lý cái bầu chất trồng cũ để chúng ta thay chất trồng mới cho cây mai sau khi chúng ta chơi bông vào dịp Tết, cũng như sau khi chúng ta đã bấm xả tàn để giúp cho cây nó có thể phát triển được tốt hơn. Thì anh chị mình cùng xem, nếu như thấy cách làm của em hợp lý thì anh chị mình có thể áp dụng để chăm sóc cho cây mai của mình ha. Và cũng mong cô chú anh chị và các bạn xem video thì mỗi người hãy dành tặng cho em một lượt like để tiếp thêm động lực, như giúp cho YouTube đề xuất cái video của em được tốt hơn. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Đó thì ngày hôm nay em chia sẻ đến với anh chị hai cái trường hợp để chúng ta xử lý và thay chất trồng cho cây sau khi chúng ta chơi bông Tết, như sau khi chúng ta bấm xả tàn ha. Thì như cây mai này của em là chiều cao của nó khoảng hơn 3 mét ha anh chị. Chiều cao hơn 3 mét. Thì cách đây 3 năm khi em trồng cây mai này thì cái bầu đất em chỉ xử lý có 50% ha. Xử lý 50% cái bầu đất. Cho nên ngày hôm nay nhân tiện em xả tàn thay chất trồng đầu năm cho cây thì em tiến hành khui bỏ toàn bộ cái bầu đất của nó còn lại ha. Đấy, em xử lý và khui toàn bộ cái bầu đất để cho cây nó phát triển được mạnh hơn. Anh chị mình thấy ha, cái bầu đất bên trong là nó còn 50%. Hôm nay em sẽ khui sạch luôn ha. Đây là cái trường hợp thứ nhất, em xử lý cái bầu đất và thay chất trồng mới cho cây sau 3 năm trồng lên chậu hả anh chị. Ở chúng ta khui sạch sẽ như thế này, anh chị mình dùng những cái cây xỉa nó nhọn ha, để chúng ta xỉa những cái chất trồng ở bên trong, hạn chế bớt cái tình trạng nó bị làm tổn thương rễ ha. Đấy, chúng ta cứ từ từ xỉa cho nó sạch sẽ cái chất cái bầu đất ở bên trong ra. Cái bầu đất này 1-2 năm là nó khô lại, nó cứng, rất là cứng ha. Anh chị mình tưới nước nó không có thấm vô được ha anh chị, cho nên rễ nó không phát triển ra mạnh được. Nó sẽ làm cho cây mai chúng ta nó phát triển rất là yếu. Như hôm trước em cũng có làm một clip chia sẻ là xử lý cái bầu đất cho cây mai mà nó phát triển suy yếu. Anh chị thấy ha, rất là khô luôn. Thì cây này lúc em mua về là em chỉ xử lý 50% cái bầu đất và em trồng lên chậu. Tới nay là 3 năm rồi ha. 3 năm em tiến hành thay chất trồng cho cây. Sau 3 năm thì những cái rễ cám nó đã phát triển ra khá là mạnh rồi. Thì hôm nay em phá bỏ luôn cái bầu đất ha. Chúng ta phá bỏ ra hết như thế này, bộ rễ nó thoáng thì nó sẽ phát triển rất là mạnh. Nhiều anh chị cứ sợ thấy phá bầu đất ra như thế này, anh chị mình sợ chết cây ha. Đó, khi anh chị mình phá bỏ ra được hết như thế này, chúng ta khui sạch sẽ như thế này thì anh chị mình kiểm tra ha, những cái rễ nào nó khô, những cái rễ nào nó khô hoặc là những cái đầu rễ nó bị đen thì anh chị mình bấm bỏ hết đi ha. Chúng ta bấm bỏ đó, chúng ta giữ những cái đầu rễ cám như thế này để khi chúng ta trồng lại, chúng ta tưới nước thì những cái rễ cám này nó sẽ hút nước để nó dẫn lên ha.
ta chỉ bấm bỏ những cái rễ khô đen hoặc những cái rễ mà nó phát triển ra nó quá dài thì chúng ta bấm bớt ha. Bấm bớt thì nó sẽ phát triển lại cái rễ mới rất là nhanh và nó mạnh. Chúng ta chỉ giữ ít một ít cái rễ cám, rễ lông như thế này thôi. Thì cũng có nhiều bạn hỏi là cây mai mình trồng chậu thì bao lâu mới thay chất trồng một lần. Tùy theo cây anh chị mình lớn hay nhỏ, cũng như trồng trên cái chậu lớn hay nhỏ, mà cái thời gian chúng ta thay chất trồng thì nó cũng từ 2 năm trở lên ha anh chị. Như những cây mai mà em nuôi trồng trên cái chậu 6 tấc ha, những cây mai mà hoành gốc 20-22 em trồng trên cái chậu 6 tấc thì phải 2 năm trở lên em mới thay chất trồng một lần ha. Còn những cây mai mà tàn lớn như thế này em trồng trên cái chậu 1 mét thì từ 3 năm đến 4 năm em mới thay chất trồng một lần ha anh chị. 3 đến 4 năm em mới thay chất trồng một lần. Nếu như anh chị mình xử lý được thì bộ rễ cây nó phát triển khỏe mạnh thì cứ 3 năm đến 4 năm chúng ta kiểm tra chất trồng, thấy nó đã không còn, nó rễ nó đã ăn hết, khô mục hết rồi thì chúng ta mới tiến hành thay ha. Đó thì đây là cái trường hợp thứ nhất mà chúng ta xử lý cái chất trồng cũ để chúng ta thay chất trồng mới cho cây mai. Đối với những cây mai mà chúng ta đã nuôi thuần chậu ha anh chị, chúng ta đã nuôi thuần chậu để giúp cho cây nó phát triển được khỏe hơn, mạnh hơn ha. Chúng ta khui cho sạch cái bầu đất luôn ha, sẵn tiện chúng ta thay chất trồng, chúng ta xử lý luôn. Nếu như trước đây khi chúng ta mới trồng mà chúng ta chưa phá bỏ hết cái bầu đất thì sau khi chúng ta trồng 1 năm 2 năm ở trên chậu, sau Tết chúng ta bấm xả tàn, chúng ta thay chất trồng mới cho cây thì chúng ta kết hợp, chúng ta khui bỏ hết toàn bộ bầu đất cũ ha, để cho bộ rễ nó phát triển ra. Bởi vì cái cục đất này nó là dạng đất sét ha anh chị, đất sét, đất ruộng. Thì sau một thời gian mà chúng ta nuôi trên chậu nó sẽ khô cứng lại ha, nó không có rút nước được. Như những cây hôm trước mà em xử lý em trồng lại thì nó phát triển rất là mạnh ha anh chị. Sau khi mà em xử lý em trồng lại thì nó phát triển rất là mạnh. Những cái chồi mới nó đâm ra, bộ lá nó nhìn nó rất là khỏe ha. Đó, còn cách thứ hai mà chúng ta xử lý cái bầu đất để chúng ta thay chất trồng cho cây, đó là nếu như những cây mai của anh chị mà khi anh chị mình đưa cây lên chậu trồng, những cây mà khi anh chị mình mới bứng từ đất, anh chị mình đưa lên chậu, anh chị đã phá bỏ hết toàn bộ cái bầu đất của cây, anh chị mình trồng lên chậu sau 2 năm đến 3 năm thì bây giờ chất trồng cũ rễ nó đã ăn cứng hết rồi thì chúng ta thay chất trồng mới cho cây. Thì anh chị mình có thể sử dụng cái dao ha. Đây là cách thứ hai để chúng ta thay chất trồng cho cây, là anh chị mình sử dụng một cái dao bén, chúng ta cắt ha, cắt khoanh cái bầu ở bên ngoài này cho cây, cắt bỏ rễ luôn ha anh chị. Chúng ta cắt bớt cái bầu đà chất trồng cũ rồi chúng ta đưa vào chậu, ta cho thêm chất trồng mới để cho cây nó phát triển ha. Đây em sẽ làm cho anh chị mình xem ha. Đó, chúng ta cắt giáp vòng như thế này ha anh chị. Đó, anh chị mình sử dụng cái dao thật bén ha. Chúng ta cắt giáp vòng như thế này, cắt tới đâu cho nó đứt rễ ngọt tới đó ha. Chúng ta cắt bớt cái chất trồng cũ ở ngoài như thế này để cho những cái đầu rễ này khi chúng ta đưa chất trồng mới vô
thì những cái đầu rễ này nó sẽ phát triển ra nữa ha, phát triển mạnh ra ha. Đây là cách thứ hai mà chúng ta xử lý cái bồ chất trồng cũ để chúng ta thay chất trồng mới cho cây sau khi chúng ta chơi bông tết. Thì sau khi chơi tết này anh chị mình thay chất trồng, nếu như cây mai của anh chị mình phát triển đã to lớn, anh chị có thể kết hợp sang qua cái chậu lớn hơn một chút luôn ha, để cuối năm đỡ mất công sang ha anh chị. Ta sang qua để cho cây nó phát triển rễ ra, nó liên kết luôn ha. Đó, chúng ta cắt bớt xung quanh rồi, giờ chúng ta bỏ bớt cái phần ở dưới đít luôn ha. Thì cây này em đã nuôi trên chậu được 2 năm rồi ha. Rồi, dựng cây lên. Đó, thì đây là cái cách mà chúng ta xử lý để thay chất trồng mới cho cây. Cách thứ hai ha. Sau khi anh chị mình đã cắt bỏ bớt cái bầu cũ rồi, thì chúng ta tiến hành cho vào chậu và chúng ta cho thêm chất trồng mới ha. Thì lát nữa em trồng em sẽ quay cho anh chị mình xem. Đó, thì sau khi em đã xử lý cái bầu đất cũ thì em sẽ tiến hành cho cây lên chậu để em trồng ha. Thì cái chất trồng ở vườn em thì em cứ sử dụng đó là cái sơ dừa và vỏ trấu sống ha anh chị. Sơ dừa và vỏ trấu sống, tỷ lệ em trồng ở vườn em là 6 phần sơ dừa và 4 phần là vỏ trấu ha. Đó, chúng ta cho chất trồng lên như thế này. Rồi chúng ta tưới nước trước để cho cái chất trồng này nó thấm đủ nước, nó dẻ xuống đã ha. Chúng ta sẽ cho cây lên, chúng ta trồng. Và sau khi trồng thì anh chị mình sẽ tưới nước đẫm lại ha. Đó, ở vườn em thì em trồng sơ dừa 6 phần và vỏ trấu 4 phần ha, để em trồng đối với những cây mai mà em nuôi ở trên chậu. Thì anh chị mình có thể cho thêm một ít đất tùy ý ha. Ở vườn em thì em chỉ có nuôi sơ dừa mới trấu ha. Ta tưới như thế này là để cho nó, thứ nhất là chất trồng bên dưới này nó dẻ, nó đều và nó rửa trôi bớt đi những cái chất chát của sơ dừa, cũng như nó làm sạch cái chất trồng trước ha. Rồi sau khi chúng ta trồng cây lên, chúng ta tưới tiếp một lần nữa. Trước khi mà anh chị mình trồng lên rồi, đối với những chậu bự như thế này thì đó chúng ta tưới nước thì nó rất là lâu ha. Là làm trước một bước như thế này để nó giảm bớt cái thời gian. Đó, tất cả chất trồng của em là sơ dừa và vỏ trấu ha. Em sử dụng sơ dừa và vỏ trấu để em trồng. Thì đây là những cây mà em trồng chiều hôm qua ha. Em xử lý bầu đất em trồng chiều hôm qua. Thì ngày hôm qua có nhiều bạn hỏi là tại sao anh trồng mà anh lại phải kê cái cây cho nó mô cao lên. Thì đây là những cây mà nó có bù đế. Bộ đế rất là đẹp ha. Thì em làm cái mô lên như thế này để cho cây nó nổi cái bộ đế lên ha anh chị. Nó nổi cái bộ đế lên trên. Chúng ta chăm sóc, tưới nước từ giờ cho đến cuối năm thì nó sẽ lúng xuống một ít ha. Thì khi đó cái bộ đế này nó nổi lên rất là đẹp, nhìn cái cây nó mới giá trị được ha anh chị. Đó, em đắp mô vác lên kìa giống như thế này. Đó, cây này cũng vậy. Những cây mai tàn lớn ha. Đây là những cây mai tàn lớn. Và em trồng nó mô lên như thế này để cho nó nổi cái bộ đế lên ha. Đó, sau khi em đã tưới nước cho nó ướt đẫm cái chất trồng bên dưới ha.
và cái lỗ thoát nước nó đã thoát nước ra rất là mạnh hả anh chị. Đó, cái lỗ thoát nước nó đã thoát nước rất là mạnh rồi. Cái công dụng mà chúng ta tưới nước trước, khi chúng ta cho chất trồng vào chúng ta tưới nước trước như thế này, thứ nhất là nó làm giữ cho, nó giúp cho chất trồng nó rửa sạch. Cái thứ hai là chúng ta kiểm tra cái độ thoát nước nó có tốt hay không, để chúng ta điều chỉnh cái lỗ thoát nước ha. Chứ nếu khi anh chị mình trồng cây cố định rồi mà tưới nước nó không có thoát mạnh được, rồi chúng ta lại phải nhổ cây ra chúng ta xử lý, thì nó rất là cực ha. Lúc đó nó làm cho cây mình nó yếu. Đó, sau khi em đã xử lý cái chất trồng cũ, cũng như em khui bỏ hết cái bầu đất cũ ha, cái bầu đất mà còn lại ở bên trong, em khui bỏ hết toàn bộ, em tiến hành trồng lên chậu hả anh chị. Đó, khi mình khui bỏ ra thì cái nó lòi cái bộ đế của cây rất là đẹp ha, đế đều tứ diện luôn ha anh chị. Thì chúng ta trồng nổi cao lên như thế này, cao hơn so với cái mặt của cái chậu khoảng 15 phân ha, 15 đến 20 phân. Thì chúng ta chăm từ giờ đến cuối năm nó lúng xuống là vừa ha. Thì khi đó cây mai nó mới nổi cái đế lên được ha anh chị. Đó, sau khi chúng ta đã xử lý xong thì chúng ta tiến hành trồng lên chậu. Và anh chị mình phải chèn cho kỹ vào những cái kẽ rễ ha. Đây là cây mai mà chúng ta đã xử lý cái hết 100% cái bầu chất trồng cũ. Cho nên anh chị mình phải xử lý chèn cái chất trồng vô rễ cho kỹ ha. Chúng ta chèn cho kỹ vào những cái kẽ rễ để cho nó chắc, thì khi đó rễ nó phát triển ra mới mạnh được ha. Còn anh chị mình không chèn kỹ thì khi anh chị mình chăm sóc thời gian thì trong những cái vị trí bên trong này nó sẽ bị rỗng bọng ha. Ta cứ từ từ chèn cho kỹ. Đó ha. Sau khi anh chị mình đã trồng cây lên xong thì anh chị mình tưới nước lại một lần nữa cho nó đẫm luôn ha. Ta tưới đẫm nước một lần nữa ha anh chị. Rồi mỗi ngày anh chị mình phun ở trên cái thân cành cho nó mát ha. Thì sau khi mà anh chị mình đã trồng lên cây lên như thế này, tưới đẫm nước một lần, thì cách qua một ngày hoặc hai ngày để cho cái lượng nước trong chậu nó rút, chất trồng nó có cái độ ráo bớt lại, thì anh chị mình tiến hành pha kích rễ để tưới cho cây ha. Thì hôm nay em trồng một hai ngày nữa em tưới kích rễ thì em cũng sẽ quay trực tiếp thực tế để cho anh chị mình xem ha. Ha ha. Mỗi ngày anh chị mình cứ phun mát lên thân cây như thế này. Nếu anh chị mình rảnh thì một ngày chúng ta phun mát cho cây 3 lần. Còn anh chị mình không có thời gian thì mỗi buổi sáng anh chị mình phun mát cho cây một lần là cũng được rồi ha. Sau khi mà chúng ta tưới kích rễ thì cứ cách tùy theo chậu lớn nhỏ và cái cây anh chị mình để trực tiếp ngoài nắng như thế này, thì cứ một hai ngày mà anh chị mình thấy chất trồng nó ráo thì khi chúng ta phun mát cho cây như thế này, chúng ta phun nhẹ trên mặt chậu để giữ ẩm cho cây ha. Đó là cách chăm sóc tưới nước cho những cây mà chúng ta mới xả tàn cũng như thay chất trồng mới ha. Còn những cây mà anh chị mình giữ nguyên chất trồng thì mỗi ngày anh chị mình cũng phun mát cho cây, và cách một ngày hai ngày thì anh chị mình thấy chất trồng nó trên mặt nó khô thì anh chị mình cũng tưới nhẹ ha, tưới nhẹ vừa đủ giữ ẩm cho cây, không tưới quá nhiều nước ha. Đó, đó, còn đây là cách thứ hai ha. Cách thứ hai chúng ta trồng lại cái cây mai sau khi chúng ta cắt bỏ bớt cái bầu đất cũ. Đây là cái cách mà chúng ta cắt ha, sử dụng dao chúng ta cắt bỏ bớt một phần cái chất trồng cũ.
rồi chúng ta trồng lại. Chúng ta không rũ bỏ cái bầu ha anh chị, không rũ bỏ hết cái bầu như cây cây mai lớn hồi nãy ha. Thì anh chị mình cho một ít chất trồng mới ở bên dưới để làm sao cái bầu đất nó gần bằng với cái mặt chậu ha, nó gần ngang bằng với cái mặt chậu như thế này. Và chúng ta chèn thêm chất trồng mới xung quanh cho chắc lại ha. Rồi chúng ta tưới nước thật đẫm một lần. Và sau đó mỗi ngày thì anh chị mình cũng phun mát trên cây. Chất trồng ở bên dưới nó khô thì anh chị mình tưới nhẹ giữ ẩm ha. Đó, khi anh chị mình cắt, chúng ta dạt bớt một ít cái trên mặt này, những cái rễ cám hoặc cỏ đồ á, chúng ta dạt bớt. Rồi chúng ta chèn chất trồng mới vô như thế này. Cứ như thế này anh chị mình chèn cho thật chắc ha. Nếu cây mai của anh chị nó đã phát triển to lớn thì anh chị có thể sang qua cái chậu nó bự hơn một chút. Còn cây này thì em vẫn trồng lại cái chậu cũ, là chậu 6 tấc ha. Đó, mình dạt bớt cái chất trồng thì cái khoảng hở của nó từ cái bầu đất, từ cái bầu chất trồng cũ ra cái miệng chậu nó khoảng 15 phân ha. Đây là hai cách mà chúng ta xử lý cái bầu đất cũ để chúng ta thay chất trồng mới cho cây sau khi chúng ta chơi Tết. Mà em chia sẻ chi tiết để cho những anh chị mình mới tập trồng, tập chơi, chúng ta biết cách làm ha. Còn một cách nữa đó là phá bầu đất để trồng đối với những cây mai mới bứng. Thì clip sau em sẽ chia sẻ anh chị. Chèn cho chắc anh Sáu, nhận cho chắc xung quanh. Đó anh chị mình trồng, chúng ta nhận chắc cái bầu đất như thế này rồi, cố định cây chắc chắn rồi, thì anh chị mình tiến hành sử dụng nước tưới cho thật đẫm ha. Tưới cho thật đẫm nước thì anh chị mình có thể để cây trong mát, thì anh chị mình che lưới lan, hoặc là anh chị mình để trực tiếp ở ngoài trời nắng 100% như thế này cũng được ha. Ở vườn em thì cứ để trực tiếp ngoài nắng ha anh chị, không có che chắn gì hết, cây vẫn đâm chồi khỏe mạnh bình thường ha. Đó thì ngày hôm nay em chỉ làm clip chia sẻ đến với anh chị cái cách để chúng ta xử lý cái bầu đất, bầu chất trồng cũ để chúng ta thay chất trồng mới cho những cây mai sau khi chúng ta chơi bông Tết, cũng như sau khi chúng ta đã bấm xạ tàn. Để anh chị mình xem, nếu như anh chị mình thấy cách làm của em hợp lý thì anh chị mình có thể áp dụng để chăm sóc cho cây mai của mình ha. Và clip chia sẻ tới đây em cũng xin được tạm dừng. Trước khi kết thúc, em xin được cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ. Và anh chị mình xem sau, nếu yêu mến và tin tưởng em thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới và nhấn vào chuông thông báo chọn tất cả để mỗi khi em đăng clip anh chị mình sẽ đón nhận được ha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.